ông nào đấy. Nhiều và làm hai ông thì đánh xa nó ra tôi chơi không mày tiền ra tỏ tình này chúng này làm picnic ba rồi rồi quá đẹp đẹp mình chỉ có giải thích thế anh thôi. Anh Tiền thì chả thấy cười nói gì cả. Ờ ít là kiểu không tham gia vào câu chuyện. À anh Hương, cái click đấy thôi, click đấy. Ý kiến xin mời chuẩn bị trước xong làm 30 kiểu ra làm thịt tướng ngày xưa mà cái Omni. Ờ mình mang bếp đi chứ. Thôi nhưng mà đây chỗ này chắc là cho đốt lửa nhé. Cái chưa đến thăm đến mình là. Đó, đó thoáng đãng. Thế thế hoàn toàn. Bên này sao mà đẹp lắm, bên này là đẹp lắm. Chủ đề luật sư, chủ đề luật sư. Đây hoàn toàn. Sao ạ? Chả mấy khi được chụp ảnh. Chụp không mất tiền. Đấy còn không đau nữa. Chả mấy khi được chụp ảnh. 1, 2, 3. Mồm quá. Cười mở hết cả mồm. Rồi. Rồi. Hết cả cơ miệng. Chích cái trời hay. Không, em nghĩ họp bên này mới hay chứ. Ừ, họp bên này với không, ở người đây. Đông thế là sao? Đông lắm. Ở đây bắt đầu lâu rồi, với ở một mình nó lâu rồi, quay, không về Việt Nam nhiều, xong rồi giờ mà quay về ngại sang. Về kiểu sang được về được khoảng 1 tháng rồi quay sang thì ngại lắm. Nhìn trông kiếp nhỉ. Hôm nay là ông biết hết. Hai hình ảnh của anh Tiền hôm nằm ở trong kia. À, chị còn chụp lại cái kia. Đâu đâu. À, bỏ ra sao xem cười. Mà mình nhìn thì mình thấy mình biết được cái tiên lượng của nó. Massage. Bài massage từ đầu đến chân rồi không rời ra. Mà mai và cái quát cho của nó không thể tưởng tượng nổi vì không biết massage. Mình cho thì nó mua thì hay. Ở đây nó chẳng ngơ gì. Đó lại còn một bác sĩ đông y lại có nguyệt. Không có chuyện mà. Bọn đấy là còn ngang. Con nữa. Tôi xin con chứ không cần lấy. Cô đấy là mẹ. Có một cô ở đó. Giáo viên con ông giáo viên Việt đi sang đây làm thạc sĩ bên họ bên kia giới thiệu. Thế ông bảo biết sao. Thế nào muốn xin con đúng không? Tôi xin con chứ không cần lấy. Đấy. Đó, chứ tự. Mình ra đây muốn ngủ nữa. Đấy là cành cá chua. Tức là đừng thế nào là trước. Luật sư cháu bác Phạm Hùng. 10 năm ở đây rồi. Anh Phạm Hùng. Tôi là baby sitter. Nhìn máy là cái an toàn. Cái này đây đây. Cả cánh rừng có mỗi cái nhà. Như là kiểu đảo không có phong cảnh. Cam đảo giờ nó cũng chặt cây. Hôm nay lần đầu tiên vào đây. À, anh cứ luôn gửi đi đâu xa. Đi là cứ tặng đầu ấy. Tặng vào đây em chụp cho. Trong máy của anh nhìn trông phong lanh lắm. Ở chỗ kia có. Không sao, chị mặc quần sóc em ạ. À. Lần này anh chỉ tập trung phần trên rồi. À, máy ảnh của mình. Để động thì cần thì phải tắm. Không, nó gội đầu rồi nha. Nó kỹ thuật đầu khô. Gội đầu khô. Thì nó mới không ấy, nói chung là trong phòng. Hóa để làm gì? Thì lại nhanh chung sức. Đến bệnh viện thì là vù là chính. Trời chóng cả mặt. Cái này nó không ăn. Cái này nó không ăn.